Dạ chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở ấp 3 thuộc xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha mọi người. Thì trước mắt mọi người đó là một cái con đường nội đồng. Hai bên là toàn là ruộng thôi, nhưng mà đặc điểm ở đây á là có một cái tuyến đường đan này nè. Cặp bên tuyến đường đan là sẽ có một cái hệ thống thủy lợi nha mọi người. Theo như cái thiết kế này á, thì nó giống như là các cái tuyến thủy lợi cũng như là các con kênh đó ngoài miền Bắc cho nó mọi người. Thì mời mọi người hãy cùng theo chân mình nha, để xem coi cái tuyến đường cũng như là cái tuyến kênh ở đây nó sẽ như thế nào nha mọi người. Vừa rồi mình có hỏi cái chị người địa phương ở đây thì chị nói cái con kênh này là gọi là con kênh Mỹ Lan nha mọi người. Thì bây giờ mời mọi người hãy cùng theo chân mình nha, để xem cái con kênh Mỹ Lan này nó đẹp như thế nào nha mọi người. Km thì đến đây thì cũng đã tới đường cùng rồi mọi người. Thì ở đây cũng là một cái hệ thống giống như đằng kia, cũng có một cái rãnh nước.
Nếu như theo như những người mà trồng lúa thì người ta thường gọi những cái rãnh nước như vậy là cái kênh sườn đó mọi người. Thì ở đây cũng thiết kế như các rãnh nước ở phía lúc đầu nãy nè. Tới đây là kết thúc cái tiếng này hả chú, hay là còn trong kia nữa? Dạ còn đường, cái này thôi gọi Ủa, là đâu lạc này vậy? Rớt. Ở đâu lạc này hả? ở đây chú nuôi cá gì? Cho ăn bèo hả? Vàng động mình á. Là cái hệ thống này là đi dài 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 vô tới trong kia luôn ha, giống như tiếng kinh nhỏ rồi đó. Chỉ xe thì chỉ chạy được khoảng 1 km thôi nha mọi người. Phía xa xa đằng kia là trời cũng đã sụp tối rồi đó, trời nhìn hoàng hôn rất là đẹp luôn nha. Đây chú đang cho cá ăn. Này nuôi được bao lâu rồi chú? Cá chê ha. Con chim gì ở ngoài đó, đỏ đỏ này. Đây mọi người thấy chú đang cho cá ăn. Cá chê ăn đó. Cá chê này nuôi khoảng 3 tháng là bán được cho chú. Cái này là cho ăn thức ăn ha. Sạch đi đó. Thức ăn rồi hồi nhỏ là thức ăn mà lớn lên ruộng. Là chú thả cho lên ruộng luôn ha. Đu đu khang luôn. Hay vậy. Lúa lớn á, là cho lên đó. Ừ. Chứ tại vì nếu nếu như lúa còn nhỏ mình đấu cho vô ruộng được, tại vì có thuốc trừ sâu phải không? Không phải. Hay là sao? À, tại vì lúa mà còn nhỏ thì lên ốc ăn hết luôn. Dạ. À. Cái nhà nào ơi? Lúa có hôm sang sách mười con có hôm tập ba lúa, tập trắng lúa. Cũng si trí luôn, cũng si trí quật quật luôn. Dạ, nuôi cá là không thịt ốc giống như là nó ảnh hưởng đến cá ha. Hay quá. Mà không ăn cá đâu. Dạ. Nó theo như chú người địa phương này nói là cái tiếng hệ thống kênh này mọi người còn chạy dài vô luồng sâu phía trong kia nữa. Nhưng mà mình không có biết được là dài khoảng bao nhiêu km sẽ kết thúc nha mọi người. Thông tin này thì mình chưa nắm rõ. Thì bây giờ mời mọi người hãy cùng di chuyển ngược cái đoạn đường lại với mình. Và mình sẽ kết thúc video clip tại đây luôn nha mọi người. Mình sẽ đi ngược lại để cho mọi người cùng xem nha. Mọi người thấy đó ha, ở mỗi cái nhánh rẽ để vào á có một cái hệ thống thủy lợi cũng giống như ở phía ngoài này,
Nhưng mà ở phía trong đây thì cái diện tích nó hẹp hơn một xíu. Cái lượng nước ở trong trong cái đường ở mé ngoài này cũng giống như ở trong thì cũng tương tự nhau, không có sâu lắm, thì khoảng chừng 50 cm thôi nha mọi người. Lượng nước như vậy thì cũng đã đủ để phục vụ sản xuất. Mặt khác thì nó cũng, nếu như mà mình có lỡ trượt chân mình té xuống thì cũng không có sao nữa, tại vì chỉ có 50 cm thôi, cho nên rất là an toàn luôn nha mọi người. Giờ ở ngoài đồng thì cũng đã nghe được tiếng ảnh ương rồi đó, tiếng ảnh ương kêu rang ngoài đồng rồi. Rồi vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu đến với mọi người cái hệ thống thủy lợi độc đáo ở cái đường nội đồng thuộc cái con kênh Mỹ Lan này nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở một cái video tiếp theo. Dạ, chào tạm biệt mọi người.